Dự và đánh chống khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên có 60 trên 90 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 18 giải ba, 29 giải khuyến khích. Có 2 học sinh được chọn tham dự vòng 2, chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh có 119 trên 135 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 10 giải nhất, 34 giải nhì, 42 giải ba và 33 giải khuyến khích. Tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia dành cho học sinh khối 11, có 14 em đoạt giải, trong đó có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 5 huy chương đồng và 5 giải khuyến khích. Cấp tỉnh khối 10 có 45 học sinh đoạt giải, khối 11 có 15 học sinh đoạt giải. Năm học này, trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên chào đón 420 em học sinh khối lớp 10. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên và nổi hồi trống khai giảng năm học mới. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã tặng quà cho 5 học sinh gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng.